Ui đẹp quá. Ui rồi thế này. Ui rồi, ui rồi, ui rồi. Ai dạ. Trên thung luôn. Trên thung luôn. Hai trưởng chưa? Trên thung luôn. À, đẹp không? Mọi người. Gần như cui. Ta tê. Yếm rất là đẹp luôn. Con nào nhảy trước đây? Con nào nhảy trước đây? Con này vũ người vũ đoạn này. Bật nhau nhá. Chuẩn bị nè. Phê chưa? Nhảy chạy trước ấy, con kia nhảy trước ấy. Con này nhảy trước đi. Nhảy nhảy trước đi anh em nhá. Đấy, đoạn sau là nước đấu của con chim đó em có để cho một ông anh, thì bây giờ muốn nhượng lại cho anh em vì là anh nuôi từ lúc em bẫy được là lúc ấy nó đang thay lông, thì bây giờ là thay lông xong rồi anh quay cho em đoạn video ở trong cái lồng nhốt đó thì thay lông rất là đẹp rồi. Mà hôm nay nó rét, mấy hôm nay ở miền Bắc nó rất là rét nên nhìn con chim trông thế thôi nhưng ngoài đấu rất là hay. Anh em cần thì anh em có thể liên hệ trực tiếp em, anh em nhé. Chim đấy đến giờ không nhớ là được đôi tháng chưa, đôi ba tháng gì đấy, em không nhớ nhầm là như vậy. Ok anh em nhé, chào anh em.